Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái bộ điều khiển thiết bị trong nhà. Bộ điều khiển thiết bị này gồm được có thể điều khiển từ 4 cho đến 8 thiết bị và có thể điều khiển bằng công tắc thông thường. Trong trường hợp mà cái bộ CPU chúng ta bị lỗi, chúng ta có thể bật tắt đèn thông thường như bình thường. Bộ điều khiển này có thể điều khiển, hiện tại mình đang thiết kế cho bộ điều khiển này điều khiển 4 thiết bị đó, do vậy cái size của nó cũng tương đối vừa phải, là bằng hai cái ổ nha. Chúng ta thể gắn vào hộp nối âm tường đều được. Bộ điều khiển này đặc biệt của nó, cái hay của nó là có thể điều khiển bằng công tắc bình thường, thứ hai cũng có thể điều khiển bằng điện thoại Android hay là iPhone, iOS, Android hay là iOS đều được, hoặc điều khiển bằng giọng nói. Bộ điều khiển này hiện tại mình làm đang bán với giá 500.000 đồng một bộ với điều khiển 4 thiết bị. Nếu điều khiển 8 thiết bị là giá là 700.000 đồng một bộ. Và cái bộ điều khiển này kèm theo hướng dẫn sử dụng. Mình có viết hướng dẫn sử dụng rất rõ này. Bộ điều khiển gồm có các cái thiết bị CPU, các bộ nguồn, các cái bộ relay, cái hình dáng chung của nó và cái cách sử dụng, sơ đồ đấu dây. Khi mà mình sẽ chuẩn hóa tất cả các màu dây và các bản vẽ điện để cho các bạn có thể tự đấu ở nhà. Đấy. Bộ điều khiển này có thể gắn ở hộp nối âm tường là hai hộp loại hai hộp, hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Rồi các cái phương thức điều khiển của nó cũng được nêu rõ trong chỗ phần hướng dẫn sử dụng. Đó. Điều khiển nhà thông minh có thể điều khiển được 8 thiết bị, nhưng hiện tại cái bộ điều khiển này mình đang làm cho một cái anh ở Vũng Tàu điều khiển 4 thiết bị thôi. Đấy, điều khiển bằng giọng nói. Và chúng ta có một cái bảng lệnh điều khiển thiết bị. Mình sẽ làm liệt kê sẵn hết luôn. Ví dụ ổ cắm TV thì là có thể nói bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt được. Bật TV, bật ổ cắm TV. Có 3 cách để mình ra lệnh cho thiết bị của chúng ta. Ở đây hai cái ổ cắm này á, yêu cầu của cái anh ở dưới kia là anh là sử dụng cho TV hay là quạt cũng được. Như vậy thì khi chúng ta nói vào cái muốn xuất dữ liệu, xuất cái tín hiệu mở cái ổ cắm này, chúng ta là bật TV này hay là bật ổ cắm TV là thì cái ổ cắm này sẽ có nguồn. Đấy, điều khiển bằng giọng nói, hoặc là chúng ta có thể điều khiển bằng máy tính ở bất kỳ nơi đâu, bằng website thì chúng ta sẽ cũng phải bật ổ cắm TV, bật đèn số 1 đến bật đèn số 7. Như vậy chúng ta có 8 thiết bị. Tuy nhiên ở cái như mình đã nói là cái anh yêu cầu ở dưới kia là họ chỉ cần 4 thiết bị thôi, nên là 4 thiết bị còn lại chúng ta chưa gắn vào ngõ ra, output delay của nó chưa gắn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn điện cho thiết bị này. Mình sẽ function test, test cái thiết bị hoạt động như thế nào, bạn xem. Các bạn nào mà muốn đặt hàng cái bộ điều khiển này thì có thể liên lạc với ký. Lát nữa mình đưa thông tin sau. Số điện thoại của mình là 0985510900. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn điện vào, mình test cái nguyên lý hoạt động của cái bộ mạch này ha. Ở đây mình sẽ gắn tạm thời là gắn một cái đèn thôi, mình chưa gắn nhiều đèn. Giờ mình sẽ chiếu cả camera vào trong chỗ cái bộ điều khiển chúng ta. Đây, đây là cái bộ điều khiển chúng ta nhỉ, đèn đây. Tạm thời tắt micro này ra xong. Rồi, giờ tôi sẽ cắm nguồn điện cho cắm nguồn điện cho cái bộ điều khiển.
Rồi. Do ra lệnh công tắc đây ha. Cái đèn chúng ta có thể bật tắt bằng công tắc thông thường. Rồi. Ở đây ta chưa có chưa mấy cái ổ cắm này ha. Rồi. Máy tính nó phà ra hơi nóng, mình tưởng là cái thiết bị là mình nóng thiệt mình. Đối với cái công tắc thông thường, trong trường hợp mà cái CPU bị lỗi, chúng ta có thể bật đèn bằng công tắc để nên tránh trường hợp, tại vì không phải là ai cũng đủ chuyên môn, có chuyên môn để sửa được cái thiết bị này. Do vậy là khi mà trường hợp mà thiết bị có sự cố thì các bạn có thể điều khiển bằng công tắc. Và chú ý rằng khi mà muốn điều khiển bằng điện thoại di động hay là điều khiển tự động thì bằng website thì bạn phải tắt công tắc này. Tại công tắc này là dạng công tắc để mà bypass, là nó điều khiển trực tiếp vào đèn rồi. Do vậy chúng ta phải ở điều trong trường hợp điều khiển tự động chúng ta phải tắt này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn điều khiển bằng giọng nói. Điều khiển bằng cái phần mềm Blink trước. Lên lại chút xíu. Ok, như vậy được rồi. Ta sẽ điều khiển bằng phần mềm Blink application. Bây giờ chúng ta mở cái đi, mình trở lại từ đầu đi. Đây là cái điện thoại Android của bạn này. Mình đang mô phỏng trên máy tính. Rồi chúng ta mở ứng dụng Blink application lên. Đây do mình đã cấu hình sẵn rồi nên mình không ấy nữa ha. Đây là cái giao diện điều khiển của thiết bị chúng ta. Đấy, bây giờ mình muốn bật đèn số 1 lên, ta chỉ nhìn tấn on đó. Mà bật ổ cắm TV. Ổ cắm TV bật lên. Ở đây mình muốn show cho các bạn thấy được bằng cách là gắn vào cái điện thoại đấy ha. Có thể gắn một cái thiết bị gì đấy. Thôi khỏi. Đây, vậy ta bật đèn số 1 là on lên. Đèn, tắt đèn số 1. Đây là phương thức thứ nhất, là phương thức điều khiển bằng điện thoại. Ở đây mình chưa gắn cái thiết bị vào. Nếu 1, 2, 3, 4 đang có thể dùng được. Đấy. Cái này là ổ cắm này, đèn số 1 này, đèn số 2 này, đèn số 3. Cái này đang test thôi, chưa gắn đèn thực tế. Đấy, ok. Rồi. Trường hợp thứ hai, chúng ta điều khiển bằng website của cái Blink application. Thì chúng ta tắt hai cái điện thoại này xuống. Rồi, ta vào trang web Blink application này, ta Blink website. Rồi. Thì ta nhập, chú ý ta nhập cái code của nó. Bây giờ nó đã vào, mình nhập sẵn rồi nên lưu vào rồi. Đấy, đèn số 1 bật lên. Đó. Chúng ta cũng có thể điều khiển được. Ta có thể điều khiển được thiết bị, ta thu nhỏ lại. Đó. Điều khiển thiết bị bằng website. Đấy, bật ổ cắm, bật đèn. Đó. Như vậy là chúng ta đã có, nãy giờ mới nói xong là chúng ta đã có 3 cách điều khiển rồi. Thứ nhất là điều khiển bằng công tắc thông thường. Thứ hai, điều khiển bằng Blink application ở trên điện thoại Android hay iOS. Cái thứ ba là chúng ta có thể điều khiển ở trên website. Tắt mở thiết bị ở trên website. Rồi, cái thứ tư là điều khiển thiết bị bằng giọng nói. Cái này rất hay này. Vì cái Google Assistant vừa hỗ trợ năm 2019 vừa rồi thôi. Google Assistant vừa mới hỗ trợ cái cho Việt, tiếng Việt trên Google Assistant nên chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt được. Trước đây chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta sử dụng tiếng Anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái ứng dụng Assistant, Google Assistant. Đây. Đây giờ ta thu nhỏ, xin lỗi nhận mình tắt cái này lại. Thu nhỏ cái phần mềm, cái size của phần mềm xuống. Rồi. Để khỏi chiếm hết trên diện tích của cái màn hình. Đây. Ở trên cái màn hình chúng ta là có cái website để mục đích là chúng ta để giám sát cái thiết bị chúng ta bật tắt thôi. Và khi chúng ta điều khiển bằng giọng nói thì thiết bị trên web chúng ta cũng không thể thay đổi cái trạng thái theo. Đấy. Bây giờ, hey Google, how are you?
À, mình quên I'm doing great. Thanks for asking. What can I help you with? Hey Google, bạn khỏe không? Để mình nói này. Hey Google. I was just thinking it's a great time to make cookies. Okay. I can help by setting timers if you'd like. Cái hey Google hay là ok Google là một cái câu lệnh để mà chúng ta bắt đầu để nói một cái khẩu lệnh. À, còn nếu mà chúng ta không dùng cái hey Google hay ok Google á, thì chúng ta phải click vào trong chỗ ha, click vào trong chỗ cái micro. Đó, mình nói thì Google nó tách luôn. Tôi tìm thông tin này cho bạn nhé. Thì á, chúng ta có thể nói bằng Google Assistant hay chúng ta gửi message thì thiết bị chúng ta cũng có thể mở. Bây giờ chúng ta thử bật cái đèn số 1 lên. Hey Google. À, bật đèn 1. Đó, bây giờ mình đã bật đèn số 1 lên thì ok, đèn số 1 đã bật, cảm ơn. Đó, như vậy là đèn số 1 của chúng ta sẽ đã bật lên. Chúng ta đưa cái đèn lên như này cho nó dễ thấy. Bạn thấy được không? Hey Google. Tắt đèn 1. Chúng ta nói làm sao cho nó rõ. Ok, thì đèn số 1 đã tắt, cảm ơn. Đó, như vậy là chúng ta có thể tắt. À, chúng ta có thể quan sát được đèn trên này ha. À, hey Google, bật TV. Tôi không thấy thiết bị từ xa nào liên kết với tài khoản của bạn. À, bạn có thể thêm thiết bị trong ứng dụng Google Home. Hey Google, bật ổ cắm TV. Do mình TV, à, chữ TV là không được. Mình sẽ cấu hình lại cái phần chữ TV là không có khoảng trắng. À, trong cái cấu hình của mình là TV có khoảng trắng. Bây giờ mình sẽ nói gõ bằng Google ha. À, turn, mình nói nhanh được. Lát nữa mình cấu hình lại sau. Hey Google, turn on TV. Okay, Nguan TV. Bạn để ý trên cái website chúng ta là cái ổ cắm TV đã được bật. À, hey Google, bật đèn 1. Ok, đèn số 1 đã bật, cảm ơn. Hey Google, bật đèn 2. Ok, đèn số 2 đã bật, cảm ơn bạn. Mình có thể nói bằng tiếng Anh được nhưng mà hey Google, turn on light 3. Okay, Densa 3.bat, cam on. Hey Google, turn up light 3. It's at the highest volume. Sorry. Turn up. Let's turn up. Hey Google, tắt đèn 3. Ok, đèn số 3 đã tắt, cảm ơn. Ok, như vậy cái đèn số 3 trên chủ website chúng ta nhìn quan sát đèn số 3 tắt và tắt đèn số 2 và đèn 1 nha. Hey Google, tắt đèn 1. Ok, đèn số 1 đã tắt, cảm ơn. À, thông thường thì chúng ta không cần phải nói to như vậy đâu, nhưng tại vì do cái máy tính của mình đang sử dụng micro của nó hơi yếu nên là mình phải nói to lên. Chứ thực ra đối với điện thoại di động bạn không cần, bạn để rất là xa, bạn chỉ cần hey Google, bật đèn 1 nó sẽ lên. Rất tiếc tôi không tìm được đèn nào có thể giảm độ sáng. Giờ mình thử nói bạn từ xa nhé. Trong cài đặt trợ lý. Hey Google, bật đèn 1. Đó, mình nói một cách dễ thông thường giống như ta nói chuyện okay, với nhau thôi. Đèn số 1 đã bật, cảm ơn. Đó, hey Google, tắt đèn 1. Đèn số 1 đã tắt, cảm ơn. Hey Google, tắt đèn 2. Ok, đèn số 2 đã tắt, cảm ơn. Hey Google, tắt ổ cắm TV. Chữ TV của mình đã bị sai. À, chữ TV của chúng ta là không có khoảng trắng. Nhưng mà trong cái chương trình lập trình của mình nhé, chương trình cấu hình của mình nhé, mình chữ TV có khoảng trắng nên nó không hiểu được. Bây giờ mình có thể khẩu lệnh bằng tiếng Anh nhé. Hey Google, turn up TV. I don't see any remote devices linked to your account. Hey you can Google. Add devices in the Google Home app. Hey Google,
Turn off TV. Okay, naguanocamtv.cat. Như vậy chúng ta đọc đúng câu chính tả của nó thì nó sẽ turn off, nó turn off. It's different with each other. Okay. À, bây giờ chúng ta thử cái đèn số 5678 nhé. Hey Google, turn on light for. Sorry. Hey Google, turn on light for. It looks like those lights haven't been set up yet. For. You can do for. That in assistant settings. Hey Google, bật đèn 4. Chúng ta nói tiếng Anh nói không chuẩn thì cái máy nó sẽ không hiểu được. Okay, for, số 4 for. Đã bật, cảm ơn. Different each other. À, bây giờ chúng ta try với bật đèn 5. Hey Google, bật đèn 5. Ok, đèn số 5 đã bật, cảm ơn. Hey Google, bật đèn 6. Ta bật nói nhỏ gì? Hey Google, bật đèn 6. Ok, đèn số 6 đã bật, cảm ơn bạn. Hey Google, tắt đèn 5. À, số 5 mà nó ra chữ N âm 5 là nó sẽ bị không lấy được. Hey Google, turn off light 5. Đó là Wi-Fi. Sorry. Mình viết viết. Turn off. À, mình có thể viết bằng tiếng Anh ha. Turn off light number 5. Khi chúng ta nói tiếng Anh mà nói không chuẩn á, thì nó sẽ khó để detect được. Bây giờ mình sẽ nói bằng tiếng Việt lại ha. Hey Google, bật đèn 1. Ok, đèn số 1 đã bật, cảm ơn. Hey Google, tắt đèn 1. Rồi, mà mình có thể bật tắt bằng công tắc. Ok. Như vậy là cái bộ điều khiển của mình, bắt đầu mình mới thiết kế bộ điều khiển này và ứng dụng cho trong cái gia đình thực tiễn, và nó làm đặc biệt là nó không thay đổi cái cấu hình của cái hệ thống điện của chúng ta đang hiện hữu. À, cái quan trọng nhất là chúng ta đáp ứng được yêu cầu là trong trường hợp mà thiết bị hỏng hóc và chúng ta có thể điều khiển thiết bị bằng cách manual được. Thứ hai là chúng ta có thể điều khiển bằng 4 phương thức điều khiển. Nếu chúng ta đếm được, có thể 4 phương thức. Thứ nhất, điều khiển bằng website. Thứ hai, điều khiển bằng cái Google Assistant, bằng giọng nói. Thứ ba, điều khiển bằng cái Blink Application. Thứ tư là chúng ta có thể điều khiển bằng website. Chúng ta có 4 phương thức điều khiển để thiết bị chúng ta. Vậy đối với một nhà thông minh thì chúng ta có thể điều khiển và thậm chí điều khiển và giám sát thiết bị bất kỳ nơi đâu. Và trong một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể đọc cái giá trị real time, giá trị thời gian thực của thiết bị đưa về cái máy chủ server để chúng ta giám sát được. Nhưng mà cái yêu cầu chúng ta không cần đến cấp thiết như vậy, nên mình không có dùng được. Mình không dùng, tại vì nếu dùng như vậy chúng ta phải tốn cái tài nguyên. Gọi là ở trong chỗ cái Blink Application, người ta gọi là cái, mình mở Blink lên, nó gọi là Energy. Mở Blink Application lên. Đây, bây giờ mình thoát ra cái Google. Hey Google, cảm ơn nhiều. Đó chính là nhiệm vụ của tôi khi ở đây mà. Hey Google, thank you very much. I'm happy to help. Ok, mình có thể nói khi ha, là Google nó là Google Assistant sẽ là Blink, mình mở Blink Application lên. Mình nói rằng mình tắt thiết bị đây. Ok, vậy là cái mình đã cả nói xong cái phần thiết bị của mình ha. Đây, các bạn, để mình tắt cái website, tắt, sorry that we come back to. Rồi, đây là phần mềm chúng ta, chúng ta thoát cái phần mềm này lên, chúng ta vào cái
Đấy. Về đối với cái thiết bị chúng ta có hướng dẫn rất rõ ràng về mặt kỹ thuật và chương trình đều chuyển giao cho các bạn. Khi mà các bạn có vấn đề thì các bạn sẽ mình có thể thực hiện việc là sửa chữa từ xa được, qua internet được. Rồi, xin chào các bạn. Video này kết thúc. Các bạn nào muốn đặt bộ điều khiển này thì liên lạc với mình. Xin cảm ơn. Mình tên là Ký, số điện thoại là 0985 510 900. Các bạn có thể liên lạc với mình theo số điện thoại trên để đặt mua thiết bị điều khiển từ xa, điều khiển nhà thông minh. Bộ điều khiển này có thể điều khiển đến 8 thiết bị. Còn các bạn muốn điều khiển thêm nhiều thiết bị, mình có thể làm cho các bạn cấu hình thế cao hơn. Hay Google. Quên. Bây giờ chúng ta có thể ok, mình tắt cái thằng này luôn. Tắt này luôn. Okay, bộ điều khiển ta đây. Đây em cho một số video, một số cái hình bệnh bắt đầu mình làm nó sản xuất. Mình đang làm mà cách ấy thủ công nên là khi nào mà mình có nhiều đơn hàng mình sẽ làm chuyên nghiệp hơn. Cấu hình mã màu dây, số đánh số, thứ tự. Với Blink Application chúng ta cũng có thể thu thập dữ liệu nhiệt độ analog lên máy tính được các bạn. Ok, bây giờ mình xin dừng cái video tại đây. Stop.